chị đi. Nên mình đi bông thịnh phàm. Giờ mình mới bước vô cửa đó. Giờ mình đi vào bên trong. Thấy các bạn thấy hàng dừa đẹp không? Thẳng tắp luôn. Đây là những cái thông tin của farm nha các bạn. Phòng bán vé mình đã mua online rồi, bây giờ mình cứ đi vô trong thôi. Nó rồi đợi nước đi trong em. Thời gian đi ghé năm nay thì mình tranh thủ ít thời gian để ghé và tham quan. Wow, nhiều lắm nha. Chụp hình đâu đây hả? Em bên đây không anh, bên đây không em? Ok. Đó, đây nó có bán pizza nữa nha mấy bạn. Không, giờ mình nãy nhìn quay phim chụp hình xong rồi, giờ mình đi vô trong. Đó, có bán kem nữa kìa. Đó, đây xe kem nha mấy bạn. Đây, tiếp tục là một cái cảnh để mình chụp hình. Rất là đông người hôm nay luôn, tại vì nay thứ bảy và chủ nhật là chỉ còn có 2 ngày thôi. Bơm.
Dạ đâu nổi. Còn thử nổi. Vào trong khu vực bên trong có những cái trò chơi đó, đây là ra chợ thiền dưới đây nè, đó bên kia là ăn uống, người ta đập thiền. Người ta chờ thiền đạp ra giống như đạp dịch ở bên Việt Nam mấy bạn, thấy không? Thiền đi hai người, có thể đi ba người cũng được. Đi đi. Ngày trời cũng nắng lắm. Xung quanh đây cũng có bán đồ ăn hết trơn các bạn. Đi vô ghép lại. Đó, người ta ghép lại tập thiền rất là nhiều. Xong bây giờ mình đang đứng dắp like để mình lên thuyền, nó có động lắm, thấy không? Đó. Đó mà bồng luôn. Động luôn mà. Mát, ngày hôm nay trời mát. Cũng lẹ lắm, đợi nãy giờ mình đợi cỡ khoảng 10 phút rồi. Tối mình mua vé 32 đồng là mình được free mấy cái trò chơi trong đây nha các bạn. Trên đó có cái khu người ta ăn uống. Nâng cao sức khỏe nha. Mình và Mitchie đang đạp vòng vòng nha. Quá đẹp luôn. Má à. Chiều. Mát quá. Nước xanh trong vắt luôn á. Khu cởi ngồi mấy bạn. Đi thích lái xe nè, bây giờ qua khu lái xe đây.
chúng mình đã lên xe rồi nha các bạn. Cô ba ơi. Em cái nó kẹt kìa. Nhiều xe lắm các bạn ơi, cỡ 30 chiếc á. Nhà của mình nè. Let's go. Ready. Let's go. Let's go. Sao rồi nó dừng á. Mình đang dẫn đoàn đua nha các bạn. Đó. Đó, thấy không? Đàn em mình phía sau quá trời luôn. Rồi, let's go. Let's go. Đây, sau lưng mình là đàn em mình nè, đó thấy không? Yo, what's up, boy? À, 100 km/h nha các bạn. Thấy đồng hồ không? Đó. 100 km/h luôn. Bỏ cô luôn. Đó. Bỏ cô luôn. Rồi cô ba đạp hết nổi rồi. Đua không? Đua không? Đua không? Đua không? Kết thúc chuyến đua nha các bạn. Đó. Cô ba con đạp không nổi.
mọi người còn đứng đợi nữa bạn ơi. Rồi đứng cho mát chút ha. Đây là chỗ của cho em nè các bạn. À. Nước không? Đi. Đó, cờ vua nè. Giờ mình vô mình mua nước uống các bạn ơi. Nước rồi. Mua nước uống nè các bạn, giờ mua đồ ăn. Hello. I appeared a kid out of nowhere. Awesome. Now, this is very dangerous, guys. You might be wondering what could be inside the box. Is it fire? Is it swords? Is it snakes? No. It's not me. I'm right here. I can't fit inside this box. I made him disappear, thank you. It's okay, it's okay.
By the way, kids, do not do this. This is not how you floss, okay? That is how you floss. Do it one more time. Yeah. Hẹn gặp lại các bạn ở video clip sau.